đang chào đón quý khán giả trong chương trình đồng hành cùng Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tường Vi và Nhật Trường hân hạnh được đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là sau rất là nhiều nỗ lực của đơn vị tổ chức và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tới đây, Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu với chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu khát vọng tình yêu và biển cả. Tường Vi biết không, thông thường thì trước mỗi sự kiện nào đó, người ta hay có sự hồi tưởng lại những sự việc có liên quan đã diễn ra để chờ đợi cái mới với nhiều nét đặc sắc hơn và thu hút hơn. Nhắc đến cái cũ thì làm cho Tường Vi nhớ đến vào năm 2006, Bà Rịa Vũng Tàu đã có một kỳ festival biển khá thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với du khách và người dân địa phương. Kỳ festival đầu tiên của Bà Rịa Vũng Tàu mà chủ đề của nó đã trở thành slogan cho du lịch Bà Rịa Vũng Tàu nhiều năm qua. Bà Rịa Vũng Tàu ấn tượng và thân thiện. Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu 2006 với chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu ấn tượng và thân thiện được tổ chức từ ngày 11 đến 15 tháng 4 năm 2006. Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu 2006 đã đem đến cho du khách và người dân địa phương nhiều sản phẩm du lịch lần đầu tiên xuất hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu, thậm chí là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Những điểm nhấn đặc biệt có thể kể đến đó là triển lãm mang tên Cổ vật từ đáy biển Việt Nam tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Vũng Tàu với hơn 1.000 hiện vật được trưng bày. Một điểm nhấn khác của lễ hội đó là hoạt động tái hiện lễ hội bắn súng thần công vốn có từ thời nhà Nguyễn. Lần đầu tiên, du khách và người dân địa phương được chứng kiến màn khai hỏa súng thần công, tái hiện lại đầy đủ các nghi thức duyệt binh đến màn khai hỏa thần công, uy lực của loại vũ khí này. Thật là tuyệt vời, dù lúc đó Nhật Trường không trực tiếp được tham gia, nhưng mà qua những hình ảnh được theo dõi vừa rồi á, thì Nhật Trường cũng có thể hình dung ra một festival đầy ấn tượng như thế nào. Và lúc này đây thì Nhật Trường đang rất là háo hức để chờ đợi ngày khai mạc Festival Biển 2018. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều hoạt động để mong đợi rồi. Điều này đã được ban tổ chức khẳng định tại buổi họp báo thông tin về chương trình hoạt động của Festival Biển 2018, tổ chức vào hôm qua ngày 22 tháng 8. Chương trình Festival Biển 2018 với chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu khát vọng tình yêu và biển cả được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2018 tại khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. Lễ hội gồm chuỗi 17 hoạt động, trong đó các điểm nhấn có thể kể đến như các hoạt động triển lãm, hội chợ, biểu diễn nhiều nghệ thuật quốc tế, lễ hội Carnival đường phố, lễ hội sắc màu EDM với sự tham gia của Sơn Tùng MTP, Nu Phước Thịnh, chương trình biểu diễn áo dài Việt Nam và thời trang quốc tế. Với những tín đồ của các món ẩm thực có nguồn gốc từ hải sản, hội thi ẩm thực biển chắc chắn sẽ là cơ hội để các bạn nếm hết hương vị của biển qua tài khéo léo của các đầu bếp đến từ các nhà hàng khách sạn trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi âm thầm chuẩn bị hơn 2 năm rồi, từ cái lúc mà chúng tôi đề xuất mà. Với cái kinh nghiệm là hơn 20 năm tổ chức festival, thì chúng tôi tin tưởng rằng kỳ này chúng ta sẽ thành công. Khi 7 ngày mà chúng ta thưởng thức không khí Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng ta mới cảm nhận được hết 4 cái điểm nhấn đó. Chỉ nghe về chuỗi các hoạt động sắp diễn ra là đã thấy rạo rực lắm rồi, nhất là những lễ hội ẩm thực hay là hội chợ trưng bày và bán các sản phẩm hàng nông sản đặc sản của vùng ven biển là muốn chạy ngay ra đó rồi đó. Vậy thì ngay từ bây giờ, Nhật Trường và quý vị khán giả bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đặc biệt của mình tại Bà Rịa Vũng Tàu là vừa rồi. Với những dấu ấn mà Festival 2006 còn lưu lại, cùng với nỗ lực mà ban tổ chức Festival Biển 2018 trong suốt thời gian qua, hy vọng là chúng ta sẽ có một kỳ festival thành công, đem lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Đến đây, chương trình đồng hành cùng Festival Biển 2018 cũng xin được khép lại. Những thông tin về công tác tổ chức, lịch trình hoạt động của Festival sẽ được chúng tôi cập nhật trong những chương trình tiếp theo, cũng như trong bản tin thời sự hàng ngày trên sóng BRT. Mời quý khán giả và các bạn đón theo dõi.